có còn áp dụng cho thời nay không? Một vị chứng A-la-hán mà nếu như vị đó là người cư sĩ tại gia đó Thì trong vòng từ 1 cho đến 7 ngày vị đó phải xuất gia Nếu như không thì vị đó phải viên tịch Tại vì cái cái hình tướng của cư sĩ á, nó không chứa nổi cái đức của một vị a la hán. Ừ. Ờ, cho nên người theo lý thuyết thì cư sĩ tại gia vẫn có thể chứng a la hán. Nhưng mà chứng rồi thì trong 1 tới 7 ngày vì đó phải xuất gia. Còn thời nay đó thì xin thưa nếu như mà chúng ta có đủ cái phước đủ cái duyên để mà chúng ta chúng chúng ta chứng thánh đó. đặc biệt là a la hán tại gia đó khi còn là tại gia đó, xin thưa là quý vị đã tái sanh vào thời kỳ đức Phật rồi, ừ. mình đã tái sanh vào thời kỳ Đức Phật rồi chứ phải tái sanh vào đời nay đâu. Thời nay á thì thứ nhất là cái khả năng trí tuệ đó của chúng sanh nó càng ngày càng kém cái trí của chúng sanh nó càng ngày càng kém, cái sự nhẹ bén của chúng sanh kém, khả năng ghi nhớ của chúng sanh càng ngày càng kém, khả năng định tâm của chúng sanh càng ngày càng kém, rồi cái khả năng hướng thiện của chúng sanh càng ngày càng kém, trong khi đó cái sự hưởng dục của chúng sanh càng ngày càng nhiều. Cái sự sa đọa của chúng sanh càng ngày càng nhiều thì ai tin cư sĩ tại gia thời nay có thể chứng a la hán uh, hoặc là chứng thánh thì cứ tin riêng sư thì sẽ rất tiếc là sẽ không có tin ừ uhm. rồi.